Nếu anh muốn làm người bảo lãnh, có lẽ anh cũng biết rõ trách nhiệm của người bảo lãnh. Vậy đại ca đấy, anh cầm số tiền lãi này trước đi, số tiền còn lại chúng tôi sẽ mau chóng trả cho anh. Cô là bồ của nó hả? Không phải, người này mới đúng. Cậu có biết là trong nửa năm qua cổ phiếu của Ngạo Đường có một số hiện tượng kỳ lạ không? Chúng tôi nghi ngờ có người muốn nhắm tới công ty. Bây giờ còn quay lại cắn anh một cái nữa, nuốt luôn Ngạo Đường đó. Họ giỏi nhất là cái gì? Chuyện lớn qua nhỏ. Chuyện nhỏ thành lớn. Thật ra anh muốn sao đây? Cổ phần của Ngạo Đường cho anh vô hội đồng quản trị của Ngạo Đường. Ừ. Chúng ta sẽ đá từng người một của họ trát ra ngoài. Ba đi đâu vậy? Ba. Ông chết. Ba.